Thank you.
Duy Linh với Đường Trường Trong Rừng Lời Phổ. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời, thật là tuyệt vời, một người có lẽ là hôm nay là một người, tôi nói là một người đàn ông lớn tuổi nhất trong cái hội giao lưu của chúng ta hôm nay, nhưng mà giọng hát thì thật là tuyệt vời. Mình thường rất ngại khi hát rồi mà phải lên sân khấu tặng hoa, nhưng hôm nay buộc lòng em phải lên tặng hoa. Chúc mừng. Tôi xin cảm ơn nghệ sĩ, cảm ơn tất cả mọi người đã phục vụ tôi.